Tối qua 21 tháng 4, dân tình tại thành phố Hồ Chí Minh vừa có fan ngớ người vì cú tuyết sư của Nathan Lee trong đại chiến siêu xe với Ngọc Trinh. Thay vì chạy xế sang, nam ca sĩ đi xích lô có chữ hôn goi đến điểm hẹn. Theo lời Nathan Lee thông báo, dân tình chờ đón sự xuất hiện của cả Lý Nhã Kỳ và người bị thách thức là Ngọc Trinh. Tuy nhiên, chị đẹp Lý Nhã Kỳ không lộ diện, còn nữ hoàng nội y thì sao? Trên cá nhân, vào thời điểm tầm 18 đến 19 giờ tối qua, Ngọc Trinh đã đăng clip hậu trường chụp ảnh để nói rõ lý do cô thích diện nội y và khoe body trước ống kính. Dường như mỹ nhân người Trà Vinh không mấy quan tâm đến lời thách thức của Nathan Lee. Không chỉ thế, vài giờ trước đại chiến siêu xe, trong khi Nathan Lee liên tục đăng đàn công kích và nhắc lại cuộc hẹn, thì Ngọc Trinh vẫn đang đi chụp ảnh sống ảo và pha trò vui đùa bên những người bạn thân thiết. Chính vì những động thái này của Ngọc Trinh nên dân tình cũng không quá bất ngờ khi nữ hoàng nội y không xuất hiện vào tối qua. Nathan Lee còn khiến dân tình xỉu ngang khi mặc váy bên ngoài, quần bò bên trong và xuất hiện bên cạnh chiến xích lô có gắn chữ hôn goi để cà khịa ai kia. Ngay khi vừa lộ diện, Nathan Lee đã nói to, chiếc hôn goi của anh đâu, anh đã nói rồi, tiền bạc không quan trọng, đừng lôi tiền vào đây. Một ngày anh có thể cho em thấy 100 chiếc xe tiền tỷ cũng được, nhưng tiền không quan trọng, anh đi xích lô anh cũng vui nữa. Đẳng cấp con người không nằm ở tiền, học lại đi rồi nói chuyện với anh. Hôm nay em đi đua xe với anh là em thắng rồi, xe anh như thế này cơ mà. Xem 3.000 tỷ, tiền không quan trọng. Đúng giờ hẹn, Nathan Lee đã mở livestream trên cá nhân và tiết lộ lý do bạn thân Lý Nhã Kỳ không xuất hiện. Tôi đang nghe báo có rất nhiều người ở dưới nhà rồi, nhưng chưa thấy ai kia đến để tôi xuống tiếp chuyện cả. Tôi không muốn đề cập đến những ồn ào vừa qua vì nó rất phiền. Thời gian qua tôi sống rất tốt, ăn uống nhiều và vừa đi du lịch về. Tôi đang đợi Lý Nhã Kỳ. Thời gian này Kỳ rất bận để mua nhà, mua đất nên không biết bạn đến không. Việc làm của Nathan Lee bị cho là lố lăng, kịch cỡm và gây mất trật tự nơi công cộng. Đến sáng 22 tháng 4 trên trang cá nhân của mình, Cao Thái Sơn bỗng đăng dòng trạng thái dài, nhắc đến Ngọc Trinh sau những ồn ào cô đang gặp phải vừa qua. Anh thẳng thắn thừa nhận mình chưa từng tiếp xúc hay có cơ hội làm việc cùng nữ hoàng nội y, nhưng bản thân rất yêu mến cô. Đứng trên góc độ một người cũng làm trong ngành bất động sản lâu năm, nam ca sĩ cho biết, việc môi giới chào bán các sản phẩm bất động sản khắp nơi, dù đắt hay rẻ thì quyền trả lời của khách hàng mua hay không mua là chuyện của họ. Họ có quyền từ chối nếu sản phẩm đó quá đắt hoặc vị trí không phù hợp. Cũng có thể với túi tiền của họ có, sẽ nhiều sự lựa chọn đẹp hơn với những sản phẩm môi giới chào bán. Không có nghĩa ai mời chào là họ phải trả lời, trong khi Ngọc Trinh là người công chúng. Việc trả lời hay không phụ thuộc vào mối quan hệ có thân thiết hay không. Việc Ngọc Trinh có trả lời hay không mua sản phẩm bất động sản thì đó là việc của cô ấy. Không thích trả lời vì nhiều lý do và cô ấy không trả lời là rất bình thường, Cao Thái Sơn cho biết. Đồng thời, anh chia sẻ quan điểm rằng Ngọc Trinh khoe những gì cô mua được là chuyện bình thường. Dùng đồ thiệt hay đồ giả, giàu hay nghèo cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người xung quanh. Cao Thái Sơn kết lại rằng, ai có bao nhiêu tiền không quan trọng. Quan trọng là nếu bạn chẳng có gì mà vẫn hạnh phúc, được làm những điều mình thích, nếu có ít tiền mà vẫn hạnh phúc thì còn tuyệt vời hơn. Hiện status của nam ca sĩ nhận được nhiều sự hưởng ứng, quan tâm từ phía dư luận. Vào ngày 20 tháng 4, Ngọc Trinh khiến cư dân mạng lắc mắt với clip khoe tậu chiếc siêu xe Rolls Royce hơn 30 tỷ đồng, ngầm chứng minh độ giàu có không phải dạng vừa. Tuy nhiên, hậu clip, rất nhiều người vẫn còn nghi ngờ về giá trị thực của chiếc siêu xe này, đặc biệt là khi Nathan Lee sẵn sàng công khai tố Ngọc Trinh chỉ đang sống ảo trên mạng xã hội. Giữa ồn ào, mới đây nhất, netizen lại thêm một fan lao xao với thông tin được chính người bán xe cho Ngọc Trinh chia sẻ. Theo đó, người này cho biết chiếc xế hộp của Ngọc Trinh là dòng Rolls Royce Porsche phiên bản Series E đã ngừng sản xuất từ 2013. Để có thể rước siêu xe này về nhà, Ngọc Trinh đã phải mua theo điện xe đã qua sử dụng với giá dao động khoảng 8-9 tỷ đồng. Nhưng để có thể hoàn thiện được một chiếc xe ưng ý theo yêu cầu của Ngọc Trinh, có thể giá tiền sẽ đội lên, còn lên đến 30 tỷ thật không thì chưa chắc. Tất nhiên với độ chịu chi này, hiện tại ở Việt Nam chưa có chiếc Rolls Royce nào màu hồng đen tương tự như xe của Ngọc Trinh.